Rạng sáng 15 tháng 11, Nations League năm 2024-2025 tiếp tục lượt trận thứ 5. Đội tuyển Anh có trận đấu làm khách được dự báo không dễ dàng trước các cầu thủ Hy Lạp. Dù vậy, trong trận đấu cuối cùng của huấn luyện viên tạm quyền Lee Casey, Tam Sư đã thi đấu tưng bừng. Phút thứ 7, Ollie Watkins nhận đường truyền đẹp từ Noni Madueke và lập tức dứt điểm chính xác, đưa bóng vào lưới Hy Lạp và mở tỷ số 1-0. Sau đó, các cầu thủ Anh hoàn toàn vượt trội nhưng cũng phải đến phút 77 mới có bàn thắng thứ hai. Bellingham dẫn bóng nửa sân áp sát vạch 16m50 rồi tung ra cú sút căng. Trái bóng dội cột dọc bật ra và đập vào lưng thủ môn Plachonimos bên phía đội chủ nhà trong thế bị động, tạo ra bàn phản lưới nhà cho Tam Sư. Tuy nhiên, chưa dừng lại ở đó, chỉ vài phút sau, Curtis Jones đã có pha dứt điểm điệu nghệ bằng cú giật gót sau đường kiến tạo của Morgan Gibbs, nâng tỷ số lên 3-0 và gần như khép lại hy vọng cho đội chủ nhà. Những phút cuối cùng của trận đấu chứng kiến Hy Lạp nỗ lực tìm kiếm bàn danh dự nhưng bất thành. Thủ môn Pickford của Anh vẫn chơi xuất sắc và bảo vệ an toàn cho khung thành của mình. Chung cuộc, đội tuyển Anh giành thắng lợi trước đội tuyển Hy Lạp tỷ số 3-0. Trong khi đó, trận đấu giữa Pháp và Israel tại Nations League đã diễn ra kịch tính với nhiều pha bóng hấp dẫn, kết thúc bằng tỷ số hòa 0-0 dù Pháp là đội chơi chủ động và áp đảo hoàn toàn. Mặc dù vậy, thầy trò huấn luyện viên Deschamps vẫn chính thức giành vé dự tứ kết Nations League do bị thua Italia. Sao mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVZO. Đội tuyển Anh đã giành chiến thắng ấn tượng 3-0 trước Hy Lạp trong lượt trận thứ 5 của Nations League năm 2024-2025 với các bàn thắng của Ollie Watkins, Bellingham và Curtis Jones. Trong khi đó, trận đấu giữa Pháp và Israel kết thúc với tỷ số hòa 0-0, nhưng Pháp vẫn giành vé vào tứ kết nhờ bị thua Italia. Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVZO.